Cách chia động từ và cách sử dụng thì futur antérieur. Để chia động từ ở thì futur antérieur, đầu tiên chúng ta sẽ chia trợ động từ avoir hoặc être ở thì futur simple. Sau đó thêm vào phân từ quá khứ của động từ cần chia. Về quy tắc chọn trợ động từ avoir hay être sẽ tương tự như đối với thì passé composé. Ví dụ động từ parler sẽ được chia thành j'aurais parlé, tu auras parlé, il aura parlé, elle aura parlé, nous aurons parlé, vous aurez parlé, ils auront parlé, elles auront parlé. Động từ aller, je serai allé, tu seras allé, il sera allé, elle sera allée, nous serons allés, vous serez allés, ils seront allés, elles seront allées. Về cách chia động từ ở thì futur simple, các bạn có thể tham khảo video cách chia động từ và cách sử dụng thì futur simple mà Cap đã làm trước đó. Thì futur antérieur được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc một yêu cầu trong tương lai. Ví dụ: Quand j'aurai fini ce travail, je sortirai. Khi hoàn thành công việc này, tôi sẽ rời đi. Hành động sortir diễn ra ở tương lai và finir ce travail diễn ra trước cả sortir và sau thời điểm phát ngôn, nên chúng ta sẽ sử dụng thì futur antérieur. Quand tu auras lu le journal, passe-le-moi. Khi bạn đã đọc xong tờ báo, hãy chuyển nó cho tôi. Khi được dùng một mình và thường kèm với một mốc thời gian trong tương lai, thì futur antérieur có thể diễn tả một hành động được cho là đã hoàn thành vào một thời điểm trong tương lai. Ví dụ: À ce moment-là, nous aurons déjeuné. Đến lúc đó, chúng tôi đã ăn trưa rồi.